Ok, xin chào, chúng ta cùng quay trở chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phần chúng ta nghiên cứu ngày hôm nay đó là Unit 4, My Neighborhood. Và phần chúng ta học đó là phần Communications. Bây giờ chúng ta cùng đi vào nội dung của bài này. Và chúng ta nhớ là khi xem xong chương trình, chúng ta nhớ đăng ký để có được tiết học mới nhất nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần bài học. Ở phần Communication, hôm nay chúng ta sẽ có 5 bài, 5 phần bài tập tất cả. Chúng ta đi vào phần thứ nhất nào. Ở phần 1 này, chúng ta học Everyday English, asking for and giving directions. Chúng ta sẽ hỏi và đưa ra lời chỉ dẫn. Và để làm phần bài tập này, thì yêu cầu của đầu bài số 1 là nghe và đọc lại cái buổi hội thoại sau đây. Sau đó chúng ta cùng nghe cái buổi hội thoại. Now listen. Unit 4, My Neighborhood. Page 43, Communication, Everyday English. Asking for and giving directions. Activity 1. Listen and read the conversations. Excuse me, could you tell me the way to the cinema, please? Go along this street. It's on your left. Excuse me. Where's the nearest post office, please? Go out the station. Take the first turning on the right. Ok. Ở phần bài tập số 1 này, chúng ta chú ý thầy cái phần hỏi đường nhé. Câu hỏi đường ta bắt đầu bằng cụm từ Could you tell me the way to. Bạn có thể chỉ đường cho tôi tới một nơi nào đó được không? Chúng ta sẽ chú ý thầy cái cụm từ này nhé. Ví dụ câu chúng ta này, xin lỗi này, bạn có thể chỉ đường cho tôi tới rạp chiếu phim được không? Và câu trả lời ở đây chúng ta sẽ trả lời là Go along this street, hãy đi thẳng theo cái con đường này. Nó ở phía bên trái của bạn. Và một câu số 2 này. Một câu số 2 của chúng ta này. Excuse me, hãy xin lỗi này. Where's the nearest post office, please? Cái bưu điện gần nhất ở đâu? Và câu trả lời là Go out of the station, hãy đi ra ngoài của cái nhà ga. Take the first turning on the right. Và đi vào lối rẽ thứ nhất bên tay phải. Và trong bài này chúng ta nhìn thấy có hai cụm từ dùng để hỏi đường. Đó là bắt đầu bằng từ Could you tell me the way to. Và một câu thứ hai là where. Where is. Ok. Và để nắm được một số cái cụm từ về hỏi và chỉ đường để trong phục vụ cho cái bài tập tiếp theo, thì ở đây chúng ta hãy cùng đọc cho thầy một số cái từ vựng có liên quan đến ở trong cái bài này. Cần lúc đọc bài thầy nào. Direction. Direction. Direction đây là phương hướng này. Go along. Go along. Go along đi dọc theo này. Post office. Post office. Từ post office, bưu điện. An audio guide. An audio guide. Bài hướng dẫn được ghi âm. Pagoda. Pagoda. Ngôi chùa này. Workshop được cái xưởng này. Present. Present là món quà này. Present. Ok. Bây giờ chúng ta cùng đi sang phần thứ hai nào. Phần số 2 này chúng ta hãy thực hành hỏi và đưa lời hướng dẫn này. Work in pair, chúng ta làm theo cặp nhé. Make similar conversations, chúng ta hãy làm một bài hội thoại giống tương tự như bài hội thoại vừa rồi. Ở bài tập số 1 ấy, để hỏi và đưa lời chỉ dẫn tới những cái địa điểm ở gần cái khu vực trường của bạn. À, dưới lớp chúng ta cùng bắt đầu làm nhé.
Và đây là phần gợi ý, phần bài tập của chúng ta này. Chúng ta có thể làm theo cái mẫu sau đây này. Excuse me, xin lỗi này. Could you tell me the way to Joyous City, please? Bạn có thể chỉ đường cho tôi tới cái khu vực Joyous City được không? Và câu trả lời đây chúng ta sẽ sử dụng các cụm từ về sự chỉ dẫn, ví dụ như là go straight, đi thẳng này, and then take the second turning on the right, và rẽ vào lối rẽ thứ hai. Đấy là cái phần mẫu chúng ta có thể tham khảo, sau đó chúng ta sẽ làm thêm nhé. Bây giờ chúng ta cùng đi sang bài số 3 nào. Ở phần số 3 này, Nick is listening to an audio guide to Hội An. Nick đang nghe một cái bài hướng dẫn tới Hội An. Hãy nghe và điền vào ô trống. Ở đây chúng ta nhìn thấy trong bài đó là City Tour, những chuyến đi trong thành phố. Chúng ta cùng bắt đầu đọc cái nội dung của bài này để chúng ta điền nhé. Chúng ta còn chú ý vào nội dung của bài này nhé. Bài chúng ta là City Tour, những chuyến đi thành phố này. Let's start our tour in Hội An. Chúng ta hãy bắt đầu chuyến đi của chúng ta ở Hội An này. We're in Trần Phú Street now. Chúng ta đang ở trên đường Trần Phú này. First go to ông Bergoda. Đầu tiên là chúng ta đi tới chùa ông này. To get there, để đến được đó. Chúng ta hãy đi. Chúng ta chọn từ cho thầy một từ vào đây nhé. Dọc theo đường phố này. For 5 minutes, trong 5 phút. It's on the left, nó phía bên trái của bạn này. Next, sau đó. Go to the Museum of Sa Huỳnh Culture. Chúng ta hãy đi đến Viện Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh này. Take the, chúng ta hãy đi vào turning, cái lối rẽ thứ mấy là điểm ở đây nhé. On the left, phía bên trái của bạn này. Sau đó chúng ta turn, rẽ phía bên nào, chúng ta điểm ở đây. And it's on the right, và nó ở phía bên phải của bạn. Finally, cuối cùng. Go to hòa nhập workshop, chúng ta hãy đi đến cái xưởng hòa nhập to buy some present, để mua một số cái quà tặng. Turn left and then right, sau đó chúng ta rẽ trái và sau đó rẽ phải. It's Tân Kỳ House, nó ở ngôi nhà Tân Kỳ. Thế bây giờ chúng ta hãy cùng nghe để chúng ta điền vào ô trống, rồi là bắt đầu nghe thầy nhé. Unit 4. My Neighborhood. Page 43. Communication. Activity 3. Nick is listening to an audio guide to Hoi An. Listen and fill the blanks. City Tours. Let's start our tour in Hoi An. We are in Tran Phu Street now. First, go to Ong Pagoda. To get there, go straight along the street for 5 minutes. It's on your left. Next, go to the Museum of Sa Huỳnh Culture. Take the second turning on your left. Turn right, and it's on your right. Finally, go to Huan Yap Workshop to buy some presents. Turn left and then right. It's next to Tan Ki House. Ok, bây giờ chúng ta cùng kiểm tra phần đáp án nào. Câu số 1 chúng ta dùng từ go straight, đi thẳng này, dọc theo đường phố. Và câu số 2 chúng ta dùng cụm từ take the second turning, rẽ vào lối rẽ thứ hai phía bên trái của bạn. Và câu số 3 là turn right, rẽ phải. Và câu số 4 của chúng ta là it's next to, nó ở cạnh cái nhà Tân Kỳ. Ok. Rồi chúng ta cùng sang bài tập số 4. Ở phần bài tập số 4 này, đó là phần An Audio Guide to a Place. Đó là phần audio hướng dẫn tới một cái địa điểm nào đó. Và chúng ta nhìn vào bài số 4 nhé. Look at the map. Chúng ta hãy nhìn vào cái bản đồ phía dưới. Sau đó tạo ra một cái quyển sách hướng dẫn cho quận 1 của thành phố Hồ Chí Minh.
Thì ở đây chúng ta có một cái bản đồ. Và địa điểm chúng ta đang đứng ở vị trí này. You are here. Chúng ta đang ở vị trí này nhé. Bên cạnh của chúng ta là có Sài Gòn Opera House. Ở phía dưới này có Tôn Đức Thắng Museum. Đó là viện bảo tàng Tôn Đức Thắng. Bên này có Hồ Chí Minh Museum. Hồ Chí Minh City. Đó là viện bảo tàng Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh này. Bên này có Thống Nhất Place. Đó là Dinh Thống Nhất này. Tôi đang ở cái vị trí này nhé, cả lớp nhé. Bây giờ cái bản đồ này chúng ta bắt đầu là đi ở phần hướng dẫn này. Ở phần mà viết của sách hướng dẫn chúng ta sẽ để ý này, người ta yêu cầu chúng ta này là đưa ra lời chỉ dẫn này, give a directions to at least 3 different places, đối với ít nhất là 3 cái địa điểm khác nhau. Và ở đây chúng ta sử dụng từ first trước tiên này, từ then sau đó này, và từ after, after that and finally, và cuối cùng là, để kết nối các sự chỉ dẫn này. Đây người ta sẽ gợi ý cho chúng ta nhé. Let's start. Chúng ta hãy bắt đầu out to in Hồ Chí Minh City, cái chuyến đi thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta ở đây. We are in Hai Bà Trưng Street. Chúng ta ở đường Hai Bà Trưng. Ok, đường Hai Bà Trưng đây cả lớp nhìn nhé. Hai Bà Trưng Street. Trước tiên, chúng ta hãy đi. Ok, và chúng ta hãy chọn lên một cái địa điểm nào đó để chúng ta hướng dẫn mọi người từ cái vị trí này đến cái địa điểm chúng ta định trước nhé. Chúng ta bắt đầu làm. Và đây là cái phần gợi ý, chúng ta có thể dựa vào đây chúng ta làm. Câu này chúng ta bắt đầu viết này. Trước tiên chúng ta hãy đi tới nhà thờ Đức Bà. Đây chúng ta có Đức Bà Cathedral. Việc đầu tiên chúng ta đi đến nhà thờ Đức Bà. Nhà thờ Đức Bà của chúng ta ở vị trí này. Chúng ta đứng từ vị trí này ra đi nhé. Chúng ta bắt đầu viết này. To get there, để đi đến đó này. Go straight along the street for 2 minutes. Hãy đi thẳng dọc theo đường phố trong khoảng 2 phút. Sau đó, take the first turning on the right. Chúng ta đi vào lối rẽ thứ nhất phía bên phải. Keep going straight. Tiếp tục đi thẳng. Và ở đây chúng thấy này, Đức Bà Cathedral is in front of your eyes. Nhà thờ Đức Bà ở phía trước của bạn. Ở câu thứ hai này, chúng ta bắt đầu tiếp này. Next, tiếp theo đó này, you go to Thống Nhất Place. Chúng ta đi đến cái dinh Thống Nhất. Ở đây chúng ta nhìn thấy cái dinh Thống Nhất của chúng ta ở đây. Nó là một cái vị trí này. Chúng ta bắt đầu viết tiếp này. Go straight along Nguyễn Du Street. Chúng ta đi dọc theo phố Nguyễn Du. Then take the first turning on the right. Sau đó chúng ta hãy đi vào cái lối rẽ thứ nhất phía bên phải. Go straight and it's on the right. Đi thẳng và nó ở phía bên phải. Finally, và cuối cùng là chúng ta đi tới, go to the Saigon Opera House, đi tới nhà hát ở Sài Gòn này. Đây, cái vị trí nhà hát ở Sài Gòn đây. Chúng ta đang nằm ở vị trí này nhé. Chúng ta bắt đầu viết này. Go straight along Lê Duẩn Street. Chúng ta đi dọc theo phố Lê Duẩn and take the second turning on the right. Và chúng ta rẽ vào cái lối rẽ thứ hai phía bên phải. Keep going straight for 10 minutes. Chúng ta hãy tiếp tục đi thẳng trong 10 phút. The Saigon Opera House is on the right. Và cái nhà hát Sài Gòn ở phía bên phải của bạn. Đây là cái nội dung mà chúng ta có thể tham khảo để làm cái bài tập số 4 này. Ok, bây giờ chúng ta đi vào phần cuối cùng, yêu cầu cuối cùng của cái bài ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta hãy trình bày cái quyển sách hướng dẫn của chúng ta cho cả lớp. Thì dưới lớp chúng ta hãy đọc lại nội dung cái bài đó, sau đó chúng ta hãy đọc lại nội dung của cái bài này và trình bày cái bài này ở trước lớp nhé, cả lớp nhé. Đó là toàn bộ nội dung của cái bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay chúng ta dừng lại ở đây. Xin chào, hẹn gặp lại các em. Trước khi nghỉ chúng ta nhớ đăng ký để có được cái bài học mới nhất nhé.